vì tại vợ mình thích nhựa nên mình làm nhựa. Bếp là hai mấy triệu đẹp. Của anh mắc hai mấy triệu mắc là do cái Đây, giá thì thôi. một mình đi lượng mấy mấy Bếp không có hai mấy triệu mắc đâu, bếp thằng Khánh làm thấp nhất là 30. dạ Bếp mấy á. triệu không có mấy cái bếp nào nó làm hai mấy triệu, Đúng rồi, mấy không có giá đấy đâu. cái bên công ty nội thất nó báo tầm phải ít phải 30. Đúng rồi, chỗ ông Khánh làm rẻ nhất đấy, cái bếp rẻ nhất là 30. Ừ. Là bếp này của anh là hai mấy triệu đây hả? Đúng rồi. Dạ, hai mấy triệu. Thì là anh chủ Mà nhà rất là cái vui tính dễ thương người cho con người xin quay thực chất kính này gì có kính kính này có 900.000 một mét, căn hai phòng ngủ. anh chỉ đo thì tầm 1,3 mét tầm gần, còn đá đá cũng vậy, đá với kính là đều là 900.000 một mét. Tại vì trước cái chỗ này là mình làm sai kỹ thuật này nên là công ty nó sửa. Không, thì cái đáng lẽ nó phải ôm cái đây này, nếu mà một cái bàn kia là phải là ôm lên thế này, cái này là sai kỹ thuật, tạo nên nó hơi xấu một xíu. Chứ còn bữa cái này nó là các mình chuẩn bị lâu chứ nó lắp là chỉ trong một ngày là xong rồi. À? Một ngày là xong rồi, ra ngày 6 tháng 10 hết, 10 tháng 10 mình chuyển vào. Không không không, thực chất nếu một ngày một một tháng mình phát 2 lần thì không sao, bữa đi thi công đến giờ mình cũng chưa dỡ cái đó ra luôn, chưa dỡ cái bao phà khói ra luôn. Không ạ, bạn để cái đó ra thì thắp nhang cũng không sao hết. Nhưng mà vô đây công nhận thứ nhất được cái bộ máy nói mua tất cả mà 20 triệu là hơi bị ngạc nhiên luôn. Với lại học được thêm cái dán vào tường này sạch ghê luôn này. Cái vô giờ mình nó kinh. Tại vì cái tường mà không dán là chỉ nhìn trong thôi kìa. Trong là từ khô vào bàn giao. Đấy. Ban công anh này đẹp Nhưng mà ghê. bạn không ngủ bạn thì mới lạnh lắm. Đây căn này trang căn mình này. Căn mình bên đây này, đó cái căn bị đó, đây cục nóng ngay trên đầu đó. Đây này, đây này, đó, đây đây đây, đây này. Đấy căn của em là đối diện cái cửa này luôn này. Đó, Ở đúng đây rồi, đúng rồi, đúng rồi. là mặt bên này đó, có phải À, mặt bên nhìn ra bên bên chỗ công viên 368. nhìn Vâng. thẳng thấy cái ánh sáng luôn, nhưng mà sắp tới nó xây cao lên thì không thấy nữa. Vâng, một phòng ngủ cộng. Cộng thì cũng gần gần bằng 1.000 rồi. Căn này ngày xưa anh mua nhiêu anh? Thì 8. Tỷ 8. Ủa, rẻ vậy? Ở Tại căn vì anh Phúc vợ nhìn tỷ mình bảy. làm ở Vinh thôi. À vâng. Mua từ cái lúc nó ra là vợ mình đi bốc thăm căn luôn. Vâng. Ở đây anh gắn thêm cái đá ở đây sang này. À cái này nhựa. Ở trên là kính. À kính, kính Kính màu. Kính màu là bên bên y chang bên chỗ bếp đúng không? Dạ, gần gần giống vậy, tại vì cái này từ lúc lúc mình chọn thực chất nó không có ấy, nhưng mà nó lại hai cái về cùng hợp nó vậy như vậy. Trời ơi, vô cái thấy ưng ra luôn, cái gì cũng thấy đẹp hết. Đẹp thì mình, tại mình mất thời gian xuống nó cũng đẹp lắm, không không có mắc đâu, rẻ tầm nói là nếu mà tất cả cái này căn căn mua tầm 80 7 mấy 80 triệu là đẹp. công nhận đúng là phải có tiền mà biết lựa thì Dạ, họ làm mấy lúc cái này em muốn mua thêm luôn cho Facebook cho mà coi, Dạ nhiều vâng. nó báo giá nhiều bộ lắm, nhưng mà là một combo, cái này thì mình mua lẻ cái lẻ này, còn một Dạ. cái combo là thường thường là cái bộ phòng ngủ với cái tủ kia. Không, nhưng mà anh bảo tất cả đây là 20 đúng không? Tất cả Đây cái nè, bộ cái này bộ hết cái combo phòng phòng bên ngủ với này một cái tủ này đó, 22 triệu, đúng luôn 22 triệu. đúng luôn 22 triệu, nó bớt cho 500 còn 21,5 triệu. Cái công lắp đặt là miễn phí hết trời xuống đây. Còn cái trang trên này là mình mua riêng đúng không? À, cái này thì mình đặt Tiki luôn đấy. À vâng. Đặt Tiki hả? Có 200 mấy à? À. Đấy,
gỗ xù, gỗ xoài, à không phải gỗ, gỗ gì ta, đặt tiki kia luôn á, thời gian về mình làm. Mua cái đó mình gắn ngoài được đó bạn. Được, được. Cái đồng hồ này mua đâu đẹp vậy anh? Đặt trên mạng có hết, trên mạng cái này cũng trên mạng hết, đặt trên mạng hết. Cái đó mắc không anh, cái đồng hồ mắc không anh? 500 mấy á. Ồ, cái này em nhìn ở trên trên mạng thấy nó để hình to chà bá luôn mà sao về nó thấy Không, chỉ có chừng này thôi. chừng này thôi. Dạ, 5 bức. Ở trong cái Facebook nó chụp vào nhìn Cái này cái bao nhiêu hình tiền anh? 600 mấy. Đẹp ha. Đấy, chịu Nhưng mà em khó. thích cái đồng hồ này ghê anh. Trên mạng cũng có. Nhìn dễ thương thiệt. Cái đồng hồ ấy ha. Asalat. Thay cho giống như thay người trai tiếng nha, người trai tiếng cái đồng hồ. Anh Đẹp. hôm vừa vào đây giờ đi được nhiều giờ nhiều nơi học được nhiều cái Đúng là mình phải đi nhiều phòng, nhiều nên ai dù mỗi nhiều người họ sẽ có các mỗi cách chứ đúng. những người mà nhiều tiền mà họ có thời gian cho nó là họ còn lại bố trí cách khác. Cái rèm cửa là anh tự đặt riêng hả anh? Đúng rồi, riêng nhé, không có cái nào chung hết. Bộ này cả hai cái này là phòng ngủ, cái rèm kia 3,9 triệu, Cả là 3,9 triệu. Mấy 400 mấy nhỉ? Sao rẻ hơn phải không? Có rẻ hơn nữa đúng không anh? Rẻ Tại vì hơn. hôm bữa tính hai cái thôi là 3,6 triệu rồi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, một xong lớp rồi một lớp 400 mấy. Nhưng mà của anh hai cái lớp này thôi cái này ngoài đó. này hai lớp hai lớp một Đây, hai đây hai lớp hai lớp mà 400 mấy vậy anh? Ủa, cái sao rẻ ghê vậy? là không cái này mới là 400 mấy, còn cái lớp thêm lớp này là 200 mấy nữa này, chứ còn phòng ngủ với cái phòng bên kia là một lớp thôi. Cái này ngoài này chỉ một ngoài này mới hai lớp. Cái vải này y chang cái vải chị kia chụp cho mình coi luôn này, y chang cái kiểu luôn. Người ta đem đến cho mình xem vải luôn, đem đến đây họ đo là người xem vải thì người ta báo giá rồi mình nữa thì mình làm. Ở đây nhiều người làm lắm, họ báo giá nhiều. Mình làm chắc mình cũng phải dán cái này lên rồi. Không có dơ. Nhà mình hai đứa không biết cái À, này không để nhỉ? cho bọn mưu đồ nó chơi nó dơ rồi mình mới dán lên, chứ còn bây giờ mình dán lên nó vào nó bôi cho tầm lem hết là Nó phải lâu dán rồi lại. mà, anh này bảo nó chơi lâu rồi mà. Dơ là lau được. Dơ lau được. Thì tại người ta cam kết mà. vì thà mình dán một lần nó quẹt dơ mình lau, chứ mà mình nó làm dơ hết rồi mình mới đi mình dán à. Ủa vậy chứ đằng sau của mấy cái bếp này là không có Không dán dán. nữa. Em làm hết rồi em mới dán. Làm hết tại cái chỗ này dán không đâu, lúc sau không làm được đâu. Đến là cứ tính tiền nào nó tính cuộn rồi. Cuộn 1 triệu. Đẹp, S302-0708. Này tuyệt quá. Anh nghĩ mình nên làm okay. cái gãy giày lồng ở trong này hay mình để gãy giày riêng? Tại vì nhà mình nó lại không gian nó không lớn như thế này đúng không? Nhưng mà tủ giày riêng như thế này thì đựng được nhiều thứ này. Cái này mình đặt có lâu không anh? Đặt Dạ không. Thì cầm nếu tại vì bữa hồi trước em đặt tầm một, tại do mình ngày mình hẹn cái ngày thôi, chứ anh chị đã nhận nhận nhà rồi thì làm ngày nào cũng được. Giống như anh đặt thì cái bếp này bếp thì tùy vào chỗ nhà khác, còn cái gỗ này thì tầm khoảng 2-3 ngày là họ có thể làm được, tại họ có đồ sẵn, mình nên họ có đồ luôn làm sẵn hết. nhanh vậy không được, tức là anh phải chạy lên kia rồi đặt Cái đó xong. là mình thực chất là nếu mình đặt qua mạng, nếu mà mình tin tưởng, nếu mình đặt qua mạng, nếu lấy giống như thế này thì nó có sẵn, chứ còn đó là bữa đó là hai vợ chồng lên để xem cái chất liệu gỗ của cái này này, mình thấy cái nào nó cũng giống nhau à. Còn cái bộ ghế salon này em mua bao nhiêu anh? 3,6 triệu cả bàn. À, cả ghế cả bàn là 3,6 triệu. Ủa là cả giường cả tủ cả trang điểm đồ luôn Có đầy đủ hả? hết, trong cái mặt đồ cái này là đầy đủ hết. Đó, còn cái tủ ở bên kia nữa kìa. Tủ này nữa. Cái combo này trong cái combo này là 10 triệu mấy. Với mấy cái lặt vặt này mới thêm khoảng 10 triệu, 11 triệu nữa là nó mới ra 22 triệu á. Cái combo trong này là 10 triệu. Tất cả đây là 10 triệu. Đúng rồi. Là người ta về đây người ta ráp chứ đâu, người ta về đây người ta ráp Đúng à? rồi, người ta chuyển vào đua xuống thân hàng hầm B2, người ta chuyển vào đây là người ta ráp chứ đâu, nó từng thanh hết à, Vâng, người ta người ta ráp ngày ăn hay là mấy ngày? ráp 3 tiếng thôi. 3 Dạ tiếng mà từ 1 giờ người ta ráp tầm khoảng 5 giờ đã xong 3-4 tiếng. là làm cái nhà hình như anh chưa chưa tốn tiền thi công này. Bếp chắc bếp là Cái bếp tại vì thi công ở đây mà 3 ngày á là nó không miễn đúng phí, rồi, ngày thứ tư mình là trăm làm rưỡi. chỉ
chỉ làm mất khoảng 1 ngày rưỡi À. nên tại vì mình căng hết mà. Nếu buổi giống như vào buổi sáng 16 là rèm nó vào nó làm rồi, cái này thì xuống chỉ có xếp vào thôi, cái tủ mình có sẵn mình đưa xuống dán tường cũng ngày hôm đó luôn, nhưng mà họ làm xong cái này họ dán cái tường và rồi chiều hôm đó họ làm luôn, chỉ có 1 ngày rưỡi là xong rồi. Tại vì mình cũng biết mà, tại vợ mình làm trong tất cả cái đó là mình biết hết, nên là làm chỉ dưới 3 ngày thôi. Là xin mình xin cái giấy phép vận chuyển đồ vào. Đúng rồi, xin giấy phép chuyển đồ vào, nhưng mà nếu mà xin thì khoảng 1 tuần mới cho nhá, Vâng. đúng không? Giờ tuần tuần mới cho chứ không phải là xin là được liền. Yeah. Vận chuyển đồ, giấy phép thi công, đó hai cái đó. Là anh qua bên S501 anh xin. S501 đúng rồi. Là bây giờ bọn em đi xin được rồi đúng không? Đi qua xin là giờ. Dạ đúng rồi, nhưng mà mình phải định được cái ngày thi công. À. Đó, mình phải định được cái ngày thi công trước, ngày thi công đó mình xin được tầm 1 tuần. Chứ không phải là tới họ cho liền cái ngày thi công đâu. Đó. Mình nó có rộng bằng phòng ngủ nhà anh này không vậy? Không, bé hơn đấy, phòng mình phòng một cộng bé hơn. Còn vậy thì không biết mình có đảm bảo hết nhiệt độ không? Cái giường mình đặt cái giường lố này, giường 2m8 lố không, mấy bạn chỉ cần đặt 1m8 thôi, nếu mà không có con ngủ chung, con ngủ chung một đứa thì được, cái hai đứa thì cái này mình đặt tầm 1m8 2m. Hồi xưa đáng lẽ ra mấy ngủ mình đặt cái gì đó đáng lẽ bị lỡ rồi nên làm như thế này với luôn. lại mình ít người thực tế trong phòng ngủ cũng không cần dùng tivi, Đúng rồi, đúng bên rồi. ngoài có cái Chính tivi xác. xài không hết. Cái gì nói chung là mình làm cái này mình cũng qua tìm lâu, giống như cái tivi với bạn đoán xem bao nhiêu tiền. Tivi tại mình làm với kim. Cái này 6 triệu đúng không? Cái này được coi như 6 7 triệu gì phải Mình mua có 4 triệu à? không? Đó, rẻ dữ. Bốn Tivi tại vì hàng của Nguyễn Kim mình làm ở trong nên mình canh mình mua trước. À. Nhân người trong mua trước, Vâng. mua thực chất mình mua đồ nó lâu rồi đó, tại vì mua nhà tầm từ tháng 6 năm trước cơ mà, đó mình mua từ tháng 6 năm trước mà, nên là Cái này giờ là bao nhiêu rồi? Cái này giờ cái mình này mua. của giờ của một series của 2019 nó không có nữa. Vâng. Anh mua một kiểu như thế này của 2020 thì tầm khoảng 10 triệu đó, thì cái này có thể cái thêm, nhưng còn những cái mà thiết kế giống như thiết kế nó không tràn viền thế này thì tầm khoảng 7-8 triệu cũng có, 6 triệu cũng có, 50 Đẹp ha. Cái này là 50 anh hay là 50 50. Đẹp. ở đây mình cũng chỉ có xem internet thôi chứ mình chả làm gì cả. À Không cái có căn cáp luôn, à, anh không có lắp cáp luôn. không có căn cáp, chỉ cần internet thôi, Vâng. tại vì nó có cả FPT rồi Netflix coi còn không hết nữa. Vậy thì cần gì cáp đâu trời, giống như ở đây công hàng thì có tất cả luôn, FPT đâu cần gì. mà thực tế là mình chắc là mình cùng nhà mình cũng có để tivi thì để cho vui, chứ mình không nhà dùng Dạ tivi. đó, cần không có xài thế. Về chủ yếu có YouTube mình.